Xin chào các bạn, hôm nay đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn phần tiếp theo giữa truyền thông BBC F7300 qua Ethernet giữa hai BBC với nhau nha. Thì bài trước thì mình có hướng dẫn với các bạn cách truyền từ BBC Master sang Cell. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái hàm mới. Hàm này sẽ truyền và nhận luôn nha các bạn. Đầu tiên mình tạo một cái khối dữ liệu DB3. Mình sẽ tạo một cái network mới và mình vào hàm thư viện lấy hàm push ra nha các bạn. Thì khối dữ liệu là DB4. Một bộ tạo xung giống như phần trên nha các bạn. Ở bên con cell thì mình cũng tạo một cái khối dữ liệu giống vậy nha các bạn.
Các bạn làm giống như mình nha các bạn. Hàm này là hàm trên của mình là hàm gửi, còn hàm dưới của mình là hàm nhận về nha các bạn. Đây mình tạo thêm hai cái giá trị nha các bạn, hai cái biến để tạo giá trị, modify giá trị nha các bạn. Và các bạn đã thấy giá trị mình điền vào sẽ được gửi qua cái BC style nha các bạn. Như vậy mình đã truyền thông ok nha các bạn. Đây, các bạn thấy đã truyền ngược lại. Còn phần trên thì sẽ không truyền nha các bạn. Có 5 bài gửi và 5 bài nhận.